mình đang có mặt tại cửa hàng dụng cụ nghề Hoàng Long Biên Hòa. Hôm nay cơ sở chuyển qua cơ sở mới. Nếu mà nói với địa phương thì là gần Vị Lộc Chu Hà anh chị. Nếu mà các bạn ở tỉnh xa thì anh chị có thể gọi vô dụng cụ nghề Hoàng Long Biên Hòa ha. Thì mình đến đây cũng là một khách hàng thân thuộc của Hoàng Long Biên Hòa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh chị một số dụng cụ liên quan tới ngành nghề, chẳng hạn như hôm nay mình giới thiệu trang đầu tiên là bếp. Mình giới thiệu dụng cụ liên quan tới bếp trước ha. Rồi những video sau mình sẽ giới thiệu thêm một số dụng cụ khác. Thì làm bếp ở trước mắt thì mình sẽ giới thiệu anh chị một cái áo bếp cơ bản. Cái loại chất liệu giải này tôi mặc thử nhiều lần rồi, tôi thấy rất tốt và cũng rất là nhiều size. Loại giải này đặc tính của nó rất là mát. Nếu anh em nào làm bếp á, thì rất là mát. Thì mình mặc cũng nhiều nên mình cũng thấy ok. Nếu anh chị nào nếu ở xa chúng ta có thể đặt hàng ha, bên cửa hàng có ship hàng tặng nhà cái gì ha. Như vậy sơ cái áo, đây là chất liệu giải cao tông nè, 100%, nó có chuẩn ha, chuẩn của mùa đầu bếp. Và đặc biệt cái phần màu đen này đừng có ngại ha, giặt rồi, tôi đã giặt bằng máy, bằng tay và giặt rất nhiều loại xà bông, nhưng nó cũng không có ra màu ha, ok, rất là ngon, rất là tuyệt vời ha, nó không lem ha. Thì nếu vậy làm cơ sở nào mình về mình đặt thiêu cái tên của doanh nghiệp của mình ra vào đây, mình mặc thử cho các bạn xem. Rất là vừa thì nó có nhiều size lắm ha. Cái thao tác để mình cài cái lớp áo cũng rất là gọn, nhanh lẹ để mình tiện việc làm bếp, tháo ra vô nó không có rườm rà lắm đâu, nó đơn giản không rườm rà đó, nó chỉ về là chúng ta mặc vào nó rất là dễ và thoải mái. Cái chất liệu vải nó không nóng ha, vấn đề là nó không nóng, rất tiện đó, nó rất là vừa đây đó. Với cái cấu tay áo như này để cho mình cơ động, cái thao tác làm việc rất là dễ. Và cái thứ hai nữa đó là cái phần tập về ha. Trong nghề bếp mình gọi là tập về ha. Này nó giúp cho bảo hộ lao động cho người làm bếp với chất liệu vải rất là dày. Và tôi rất thích cái phần chất liệu này là khi nước sôi á, nếu mà phần nước sôi dầu nó bắn vào á, nó không có xuyên qua, nó xuyên qua rất là chậm, nên điều này giúp cho anh em nồi bếp rất là an toàn. Chúng ta có cái cách để ta thắt được về thì thường nó làm phải trên khỏi cái phần rốn của mình ha, gọi là khỏi phần dây nập. Và chúng ta lòn qua, đưa dây lên phía trước như thế này, đưa lên phía trước này và ra cột lại, chứ không có cột đâu, từ phía sau như vậy động tác tháo mở rất là khó ha. Đó, chúng ta sẽ lòn nhẹ qua như thế này đó. Một người đầu bếp thì người ta cần những đồng phục như này bảo hộ, vừa nhìn chắc cái đầu bếp nữa ha. Đó là cái trang phục hiện tại đang có bán tại Rosa, đang có bán tại Hoàng Long ha, Hoàng Long Biên Hòa mình. Rất là dễ dàng, anh chị chỉ cần gõ những từ khóa như là dụng cụ nghề Biên Hòa hoặc dụng cụ nghề Hoàng Long thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin về tất cả các loại dụng cụ mà các bạn cần và mong muốn. Các bạn chỉ có thể ngồi tại nhà gõ vô và comment dưới và đơn đặt hàng, chúng ta sẽ đặt hàng và chúng ta sẽ được ship tại nhà ha, rất là tiện ích. Ở phần hôm nay thì mình sẽ nói về phần bếp thôi, và những cái cơ bản nhất của đối với cái dụng cụ bếp thông dụng mà tất cả những đầu bếp nào, dù là nội trợ, dù là mấy chị nội trợ hay là những đầu bếp chuyên nghiệp cũng tin chắc là sẽ cần dùng đến nó. Ví dụ như là hôm nay mình sẽ giới thiệu cái bộ dao mà đặc biệt ở Biên Hòa mình, có tại Hoàng Long Biên Hòa mình nó có đầy đủ những thứ mà mấy bạn mong muốn về cái bộ dao tỉa. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu sơ với anh chị những cái dụng cụ ha. Đây là bộ thứ nhất ha, bộ này nó rất nhiều con dao trong đây. Đây là con dao đầu tiên ha, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là bén ha. Chúng ta cẩn thận được không cho trẻ con ha, không để con đụng tới. Đây là con dao rất là bén. Chúng ta làm xong ta đóng lại để cho nó an toàn. Và cái túi da này giúp bảo vệ và dụng cụ mình ha, cho nó gọn gàng.
trong đây nó cũng có rất nhiều dụng cụ đi theo, chẳng hạn như những dao sủi. Thì chút nữa tôi sẽ cho mấy chị thấy những cái công dụng, cái này để làm gì ha. Đó, chúng ta sẽ có những dao sủi thứ hai ha. À, khi ta làm không làm nữa, hay là khi ta làm xong, ta sẽ lau chùi và ta cắt lại như thế này. Đó, ta có thể cuộn gấp lại ha, cột, cài nút vân vân. À, ta có thể làm cho nó gọn là, nó đơn giản ha, nó đơn giản ha. Này giá tiền cũng rẻ ha, mềm vừa túi tiền cho những đầu bếp. Và bộ dao thứ hai ha, chúng ta sẽ thấy rằng đây là những cái dao nó chuyên để làm cho bên tỉa bí và dưa hấu. Ha. À, với công dụng của nó thì chúng ta sẽ được anh chị nào bên nhà bếp sẽ thấy và sẽ hiểu không? Thì hôm nay mình giới thiệu như thế này để cho anh chị khỏi phải đi mua chỉ cho nhiều nơi, chúng ta có thể đến dụng cụ dạy nghề Hoàng Long để tuyển ra một số đồ nghề cho riêng mình ha. Đó thì rất là dễ, khi làm xong mà chúng ta chỉ đóng nút lại là xong, cài nút lại rất là gọn gàng và an toàn ha, rất là gọn gàng và an toàn. Ở đây dụng cụ nó có được 7-8 con rồi, giá thấy rất là rẻ ha. Đây là dụng cụ mà tôi rất thích đây, dụng cụ mà tôi rất thích đó là dụng cụ đông đo. Thì trên mỗi cái dụng cụ như thế này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái thông số. Ta quan sát kỹ ha, đây là những thông số ml nè, ở đây dùng từ ml. Nếu trọng lượng gam thì nó cũng ra ngang nửa gam anh chị. Ví dụ như đây là 7.5 ml thì nó tương đương 7.5 gam nếu là trọng lượng tận ha. À, bây giờ ngày nay học nấu ăn pha chế hay là bánh đều có cái định lượng chứ không có niêm nếm theo cảm ứng ngày xưa nữa. Nên chúng ta hãy chọn cho mình một cái dụng cụ như thế này hoặc là bằng inox ha. Đó tiện lợi tùy theo module làm việc. À, tùy theo cái cảm nhận của người bếp, người ta mua cái dụng cụ này cho tiện lợi công việc của mình thôi. Nhưng đối với tôi những dụng cụ này rất là khả dụng. Thì khi mình đông á, mình lấy chiếc đũa gạt ngang á, mình có chiếc đũa mình gạt ngang cái bàn mặt thì nó mới bằng dòng lượng tĩnh nó ghi vào đây. Vậy sau này mình học cái gì đó có công thức rồi mình chỉ cần múc cái muỗng này là đủ ha, là xong. Đó, ngày nay nấu ăn thì chúng ta phải có những dụng cụ này để hỗ trợ để giúp chúng ta không cần phải cân nữa. Nếu chúng ta có những món ăn á, chúng ta cần phải cân thì ta cân, còn không thì ta có thể có trọng lượng tĩnh rồi thì chúng ta sẽ lấy ra chúng ta sẽ đông theo cái tỷ lệ của mình là được rồi ha. Ngoài dụng cụ có thông số này thì ở bên dạy nghề dụng cụ nghề Hòa Long ha, thì chúng ta có những cái cân điện tử. Ngày nay là bếp chúng ta là những chuyên gia ẩm thực pha chế thì cũng vậy, bên bánh cũng đều sử dụng những cái dị dạng cân. Ví dụ mình cân cái số lượng nhỏ thì mình dùng cái cân này được rồi thì nó rất dễ xài. Chỉ cần ta với anh ta gắn pin vào, hết pin ra thay thôi. Cái cân này là cân đa dụng cũng dễ. Chúng ta chỉ thay pin khi nó hết và gắn lại. Chức năng của nó cũng đơn giản, chỉ mở nguồn và xét về số 0 là ok, và ta cứ đặt cái dụng cụ cân lên là cân. Ngoài cái cân nhỏ này ra thì cái giá tôi thấy nó cũng rất là mềm ha. Anh chị có thể trao đổi bên trang bán hàng dụng cụ Hoàng Long ha, tại Điện Hòa mình, ta sẽ xem những cái món hàng mình giá bao nhiêu. Thì khi chúng ta làm số lượng lớn hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái cân lớn hơn để chúng ta làm cho nó tiện ích ha. À, đây là cái hộp của cái cân lớn hơn. À, chúng ta quan sát ha, rất là bài bản cái hộp không, nhìn cũng có duyên rồi. Ở đây nó có sẽ có những cái tờ để chúng ta có thông số kỹ thuật và cái cách hướng dẫn sử dụng ha. Đây là dụng cụ nghề Hoàng Long ha, anh chị có thể gõ vô từ khóa này là anh chị sẽ thấy rất là nhiều. Đây cái cân nè, để gói rất là cẩn thận nè, gói rất cẩn thận vào, rất đẹp ha, rất đẹp. Nhìn cái chất liệu là đã thấy hấp dẫn rồi. Lưu ý đây là cái phần hộp pin nè, hộp pin chúng ta sẽ có khoảng 4 cục pin xài rất lâu ạ, rất lâu. Và đây là pin của đây ha, hôm nay mình giới thiệu thôi, mình không có gắn vô chi ha. Đây là cái hộp cũng đẹp, rất là bài bản
đó, chúng ta thấy. Và đây là cái nơi đặt pin. Sau khi đặt pin là chúng ta lắp lại rất dễ ha. Cái này nó hay cái là khi chúng ta hết pin thì chúng ta thay. Và mình sẽ giới thiệu cho anh chị về cái kết cấu của cái phần này. Tôi thấy rất đẹp ha, cái chất liệu rất đẹp. Theo tôi là một đầu bếp chuyên nghiệp thì tôi rất là thích cái cân này. Và nó cũng đã theo tôi rất lâu, theo tôi rất lâu. Rồi mấy chị sẽ thấy cái phần này nha. Để thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy cái phần này nó rớt ra thì mình chỉ việc gắn lại thôi. Còn nếu nó không rớt thì mình cứ để nguyên đó. Thỉnh thoảng cái mặt này nó hay rớt ra, không sao, mấy chị ráp lại, còn nó dính thì thôi. Rồi nếu mấy chị kỹ á thì xài thời gian cái bọc này nè. Cái bọc này nè, mấy chị sẽ tháo ra, mấy chị lấy cái cây lắp đắp thực phẩm, mấy chị bọc lại để cho cái mặt căng mình lúc nào cũng được sạch sẽ vệ sinh. Chứ đừng có mỗi chút mỗi lau chùi cái mặt này, nó nhiều khi cũng không sạch lắm. Thì chỉ bằng mình cứ để một cái bọc này, mình lấy cái lắp pin mình bọc ra, dơ thì mình bỏ đi, mình thay bọc khác, như vậy nó sẽ sạch sẽ hơn. Với cái găng này chức năng nó rất đơn giản ha, chỉ có hai nút thôi, một nút là mở nguồn, một nút là set về. Vừa mở nguồn và vừa tắt luôn. Và cái nút đó đây là set về số 0, khi mình cân gì đó tiếp tục thì mình bấm nút bên đây, rất là dễ ha. Với cái giá cũng rất là mềm, bên chị có thể liên hệ tại bên cửa hàng, thì mình chị sẽ thấy được cái giá và được trao đổi giá. Và lưu ý, chúng ta lưu ý một điều là chúng ta sẽ được giao hàng tận nhà mình. Từ giao hàng tại nhà, chúng ta chỉ cần gõ vô những từ khóa đặt hàng bên bên cửa hàng là chúng ta sẽ được giao hàng tại nhà ha. Và cái hộp chúng ta không xài nữa, chúng ta bỏ đây cho nó an toàn ha, an toàn. Và ngoài những dụng cụ cơ bản như cân tập về ra, áo bếp ra, thì có một dụng cụ nữa mà tôi nghĩ không thể thiếu được với tất cả các hộ gia đình, cá nhân, cá thể và một bếp chuyên nghiệp, đó là một cái gì ạ? Một cái máy. Cái máy này đừng gọi nó là máy xay sinh tố hả? Ở trong nghề bếp, đối với tôi đây là cái máy nghiền nát. Nó giúp cho tất cả những đầu bếp, những bà nội trợ hỗ trợ trong việc xay nghiền thịt cho các đối với nội trợ cho gia đình mình. Thì những anh chị nào mà mới sinh em bé có thể nấu cháo dinh dưỡng ha. Tại vì cái máy này rất là mạnh, nó có những chức năng nghiền này. Chúng ta hãy để ý, nó chỉ có 3 nút cơ bản. Một là nút mở nguồn, on và off là tắt. Mình mở nút mình lên là on và off là tắt, là nút vận hành. Nhưng có một cái nút rất quan trọng trước khi mở cái nút này, đó là nút nghiền. Nút nghiền là nút gì? Tức là có những loại rau củ rất là cứng, ta không để chết ha, ta không để chết như thế này, mà ta gạt lên gạt xuống mấy lần như vậy để cho nó cắt. Nó cắt nhuyễn, nó sẽ cắt nhuyễn ra. Nó cắt nhuyễn ra xong rồi chúng ta mới mở cái nút on này lên. Và đây là cái thông số mạnh và nhỏ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái công cụ hỗ trợ, đó là khuấy đều, đảo đều ha, đảo đều. Cái máy này mạnh lắm nè, cái máy này mạnh. Đây cái nút đậy nè, nút đậy. Khi mình không dùng cái này, dùng cái này rồi á, mình không dùng nữa thì mình đậy lại để nó không văng. Lưu ý mấy anh chị và các bạn bếp, hay là mấy anh chị nội trợ, mấy cô chú bác, anh chị nội trợ. Đây là một cái máy rất là đa năng mà không cần phải thêm một cái cối nào nữa. Ở bên ngoài hiện tại á, đang bán rất là nhiều máy. Trong cái máy nó có rất là nhiều cái cối nhỏ lớn, tôi thấy rất là rườm rà. Và thậm chí nó chiếm luôn cái không gian bếp của mình. Và cái việc mà vệ sinh của một cái máy như thế rất là tốn kém thời gian và rất cực. Và điều quan trọng là nó chiếm không gian bếp mình. Nhưng mà thường nó kiểu cọ thôi, nó không có mạnh. Vì sao tôi giới thiệu với chị chỉ mỗi cái máy này thôi mà không giới thiệu những máy khác? Tại vì tôi làm rất là nhiều, xay thịt, xay rau củ như gừng, ghiền, xả, là những loại rau củ rất là cứng. Nhưng với cái nút cắt này nè, cái nút cắt này nè, chị biết không, gặp nó mấy cái là gặp nó như thế này, nó cắt nát hết. Sau đó mình mới mở nút on này xay. Và đây là số lớn nhỏ, tức là mình xay nhỏ hay là xay lớn thì mình cứ mở ra, xay nhanh, xay mạnh gì đó thì nó nằm ở cái nút này ha. Là mình xay. Và cái thế của cái máy này, chị hãy quan sát kỹ, rất là hay là nó có cái bốn cái trụ này.
so với những cái máy thông thường á, mấy chị ịnh vô á, thì nếu mấy chị ịnh chạch á thì cái máy nó có thể gãi cái bát này. Và tôi cũng mới gãi cái bát cũ, cái máy cũ nhà nó có mấy cái ngạm nè, nó bị gãi luôn, là do mình đặt không có đúng thế á. À, nó không có đúng thế á, nó bị chạch cái máy. Còn đối cái máy mình ịnh vào nè, mình ịnh vào này cái 40 triệu cái máy luôn, nó rất là cứng cáp, ha, rất là cứng cáp, và với một cái giá cũng rất là mềm luôn. Chỉ có tại dụng cụ Hoàng Long Biên Hòa mình thì mới có được những giá mềm như thế. Thì mấy anh chị nên tham khảo và tư vấn cho mấy bạn bên bán hàng tư vấn cho mấy anh chị ha. Lưu ý cái máy này là một cái máy rất là mạnh, xay được tất cả các loại rau củ cứng, gừng, ghiền sả và thịt. Nếu mấy anh chị nào mà bên công nghệ làm sốt hay là những cái loại như pate, gan đồ bỏ vào đây xay rất là mạnh. Rồi một bên nữa thì ta có thể làm, nếu mà anh chị là đam mê sinh tố thì đây là một cái máy thì nghiền nát hết. Đối với rau má thì mấy anh chị rau má uống luôn cái phần phần rau thì chúng ta lưu ý rằng nó xay, mấy anh chị sẽ không còn thấy chiếc lá rau má nữa, nó xay nát hết ha. Thì chúng ta có thể dùng cái máy này để làm sinh tố bên rau má, rất là tuyệt vời. Thì muốn biết thêm chi tiết chúng ta nên đến cái dụng cụ nghề Hoàng Long Biên Hòa để tham khảo về cái giá ha, để các bạn thì tư vấn cho mấy chị ha. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái dụng cụ tiếp theo bên Hoàng Long mình cũng có bán ha. Đây là bộ dao rất là nhiều, trong bộ dao này nó có cái cục đá mài. Để mài cục đá mài này rất nhiều bạn sở hữu được cục đá mài này nhưng các bạn không biết xài. Ví dụ như có nhiều bạn hỏi cái con dao này, có nhiều bạn hỏi cái con dao này sau khi nó lục rồi xài một thời gian nhất định rồi đó, thì nó lục rồi á, tức là nó không còn bén nữa, thì mình sẽ mài nó như thế nào. Thì lời khuyên cho mấy anh chị là tuyệt đối không bao giờ được mặt ở bên mài bên mặt này. Chúng ta thấy cái thế dao, đây là con dao rất là tốt ha, dao này rất tốt, đã già bén lắm ha. Rồi chúng ta sẽ mài nó như thế nào, thì mặt này không được mài nha, ta chỉ mài mặt bên đây thôi. Thì cái góc nghiêng của con dao nè, chúng ta để góc nghiêng đặt vô thì để góc nghiêng đó, thì ta chỉ mài đúng theo góc nghiêng nó như thế này thôi ha, mài đúng góc nghiêng thôi, chứ đừng có thẳng đứng dao gì, mà cũng đừng có mài dao bên đây, ta chỉ mài đúng góc nghiêng này thôi nha. Đó, khi nào ta bén mài làm xong rồi ta sẽ để khô ráo vào đá mài này, không ngâm vào nước. Ngâm vào nước nó sẽ bị mùng á, nó mềm của đá mài, mài dao nó không có bén ha. Rồi khi mỗi khi mình xài xong rồi thì mình có những cái sợi dây trong cái túi đồ nghề nè, nó rất là tiện nha. Mình cứ lấy dây thun mình chàng lại để cho dao đồ nó ngay ngắn ha. Và lưu ý á, mình phải rửa sạch sẽ ha. Rửa sạch sẽ rồi mình mới cho vào cái túi này. Nhiều bạn hơi bị sơ ý á, mình làm xong á, thật thà rồi nó dính ra củ dính á, vào đây thì nó không hay, nó sẽ không hay cái túi của mình ha. Rồi ở đây mình sẽ giới thiệu bộ dao tại dụng cụ nghề Hoàng Long ha. Mình sẽ giới thiệu bộ dao, đây là rất nhiều dao. Những cái dụng cụ này có tác dụng làm cái gì, mình thấy nó phức tạp quá đúng không, phức tạp, nhưng khi mình có là mình mê lắm, bởi vì nó sẽ giúp cho mấy chị gọt tỉa những rau củ dễ dàng. Hôm nay mình sẽ ứng dụng cho mấy chị thấy nha. Rất là nhiều dao. Đến với dụng cụ nghề Hoàng Long chúng ta sẽ thấy dao quá trời dao. Đây là dao ha, dao nhiều lắm. Đây những loại dao rất phong phú, dao nào cũng tốt, tùy theo cái năng khiếu hay là cái khéo léo của anh chị và cái tay chân quen dao nào thì mình mua dao đó cho phù hợp. Nhưng đây là con dao là một anh chị. À, dao là một. Là đây là những cái con dao, bộ dao rất là chuyên dụng này, chuyên dụng dao cắt rau củ thái ha, rất là nhiều. Wow, rất là đẹp ha, rất là đẹp, mình rất là thích nhìn. Mình sẽ cho anh chị thấy được cái bộ dao này có tác dụng như thế nào nha. Đây, bây giờ đây là cái con dao này là mình có thể mình gọt rau củ ha, gọt rau củ nè, mình cầm những cái rau củ như cà chua nè, cà rốt nè gọt ha. Và đây con dao này có thể mình cắt tỉa ha. Đây cũng là dao cắt tỉa, cắt gọt.
Đây là con dao cũng rất là đẹp ha, cũng cắt tỉa gọt luôn ha. Nhìn rất là đẹp. Rất đẹp quá. À, đẹp mà giống như là những con dao cổ quá. Đẹp. Tôi mê, mê lắm. Đây con dao đa dụng, đây là con dao đa dụng và thông dụng ha. À, những dao thông dụng. Rất nhiều màu sắc để mình chị lựa chọn. Đỏ, vàng, cam nữa. À, tôi cho mình chị thấy được cái độ bén của nó nha. Đây là cà chua nha. Đây là dao, cơ bản một con dao thôi. Anh chị sẽ thấy làm rất là nhiều việc. Đây là cà chua ha. Baby tomato cà chua. Với cái trái cà chua hơi, mấy chị gái ứng dụng cho cái bếp của mình rất là nhiều. Coi độ sắc của nó nha. Dao cũng đang ngó nè. Giờ muốn tỉa này đúng không? Ta có thể chia năm cánh nè. Chưa quen mình chia ra. Không quen rồi thì mình nhớ ra. Các bạn nói nè. Để cắt cái cà chua chỉ có dao này mới tỉa mới cắt được thôi. Tại sao? Vì những con dao lớn á, mình cắt được nhưng mình không có lấy cánh nó được. Vì con dao này nó có cái mũi nhọn này thấy không? Nè mình chị coi nha. Là đầu tiên mình cắt nè. Cắt nhẹ. Cà chua nó mỏng lắm. Mình cắt nhẹ. Nếu mình cắt vô trong á, nó bị dập. Dập chiếc cà chua á, nó không đẹp. Nó ra nước nó không đẹp. Đó. Nó chỉ ăn nhẹ qua cái lớp vỏ thôi. Một cánh nè. Thế là mình ăn nhẹ thôi nha. Nó, nhớ là vừa qua lớp vỏ nó khoảng như một ly thôi à. Tiếp nè. Đó. Mình chia 5 cánh ha. Tùy theo cái trái cà chua lớn nhỏ thì mình làm 5 hoặc 6 cánh tùy. Đây, mình lý do sao mình phải dùng dao này à? Nó là cái mũi nhọn nè. Đó, thì cái mũi nhọn nó mình mới lấy được đây. Đầu mình thì sẽ lấy ra một cái cánh trước. Mình cắt ra. Rồi, mình coi chỗ nào mình lấy trước cái cánh nha. Đó, nếu không có mũi nhọn dao này thì mình không thể làm được. Bởi vì dao lớn nó làm nát cái cà chua mình. Thấy chưa? Dao này mình khởi động, mình muốn lật cánh, mình muốn cắt hay gì đó nó cũng khéo. Còn dao lớn trong gia đình mình á, nó sẽ bị nát cái gì. Nè, ngó nè, mình ngó đây. Đó, ngó ha. Đó, mình làm nhẹ nhàng nè. Đó, mình muốn khéo léo thì phải dùng dao này. Ở bên cửa hàng thì cửa hàng Hoàng Long thì chúng ta lưu ý là có rất nhiều loại dao để mình lựa chọn, làm sao cho phù hợp với cái bàn tay của mình ha. Cái bàn tay đó chúng ta thấy không, rất là dễ, nó rất là bén ha. Thì đó không cho trẻ con dùng dao này chơi nha, hay là mấy bé còn quá nhỏ thì chúng ta phải tập cho mấy bé cầm dao thì đúng. Vậy cầm dao như thế nào đúng? Ta cầm như ngồi viết nè, cầm y như cầm ngồi viết ha, cầm y như ngồi viết đó, cầm dao em mới đúng nè. À, đó cái bài học đầu tiên của môn tỉa là cầm dao, thì là phải cầm dao cho đúng trước rồi mới làm như là cầm như đó. Thì chúng ta thấy rất đẹp ha. Đó rất đẹp ha, thấy con dao không? Có con dao ơi, chúng ta làm rất nhiều việc. Đó, như hôm nay mình có một cái bông cà chua thơm quá ha. Cà chua này rất là thơm, gọi là cà chua bi. Cà chua bi, tiếng Anh gọi là baby tomato. Đó, rất đẹp đúng không? Rất đẹp. Này mình có thể trang trí món ăn, dạy cho các bé kỹ năng ha, để mình chơi nè. Rất là đáng yêu đúng không? Đáng yêu ha. Mình sẽ làm một cái nữa cho mọi người. Đầu tiên mình đây còn dao, đây bộ dao, dao nào cũng được, dao nào cũng được, dao nào cũng ok hết á ha. Đây là rất nhiều dao, mình cũng muốn sử dụng dao nào sử dụng ha. Dao nào cũng rất dễ làm. Đây là dao thứ nhất, mình tỉa dao nhất đi. Giờ lấy dao thứ hai cho mình coi dao. Mấy con dao này rất là đẹp, rất là dễ làm. Nhìn cái cách cấu dao thấy thương là mình hay cắt gọt, chẳng hạn như là gọt rau củ mình gọt, mình tách cắt gọt như thế này. Hôm nay mình sẽ cắt cái cà chua đơn giản đây, đó nè. Đó, nó bén lắm mà, nó bén trên củ, bén, mình chia làm 5 cánh. Đó, thấy chưa, rất là đẹp đúng không? Mình chia 5 cánh ha, 5 cánh, cà chua này nó nhỏ chia 5 cánh, cà chua lớn mình làm 6 cánh. Nói chung là mình phải biết cách cho nó bốt được cái trái cà chua. Nó bén lắm mà, bén trên củ mà. Nhìn này, tại sao nó cái mũi nhọn, chức năng nó làm gì? Để mình lấy ra cho dễ ha. Đó, nếu con dao lớn ở nhà mình làm dập liền. Bên cửa hàng bán rất nhiều loại dao, mình tha hồ mình lựa chọn, giá nó rất là rẻ nha, giá rẻ. Đó, mấy anh chị nào nếu mà làm biến đi mua sắm thì ta có thể được ship tới tận nhà nha, ship tận nhà rất là dễ. Đó, làm nhẹ nhàng thôi để nó dập. Đẹp quá ha, đúng không?
Đây là trái cà chua rất đẹp. Tôi nghĩ trái cà chua rất nhiều dinh dưỡng. Mình có thể ăn mấy trái cà chua như thế này để có được rất nguồn dinh dưỡng rất tốt. Sử dụng xong á, mình nhét nút cao su vô. Rồi mình lau cho sạch sẽ, lau cho sạch sẽ. Rồi mình bỏ lại cái hộp. Mình có thể để trên kệ nào đó, trên cái kệ bếp mình. Còn trong trường hợp cái kệ hư thì mình có thể để trên cái khu vực nào chuyên để dao của mình á, trong cái rổ gì đó. Rất tiện, giá rất là mềm, giá rất là mềm, giá rẻ lắm chị. Ở bên Rosa mình bán mấy cái này rẻ. Rồi còn cái dụng cụ này để làm gì? Để mình có thể sủi á, sủi giống như những cái như dưa leo á, đó là mình sủi dưa leo á, gì ha, dưa leo á, mình để được co dễ, mình sủi như nè, rất là dễ ha, giá cũng rất rẻ ha. Ngày xưa cái này người ta làm vậy, nhưng bây giờ thì ứng dụng cho ngành bếp của mình để sủi để tỉa rau củ, tỉa mấy anh nào bếp bên bếp thì sẽ thích cái này lắm ha. Tôi thấy cái này xài cũng bền, đừng miễn đừng làm rớt á, làm rớt bị gãy đi. Tôi cũng là sơ ý làm rớt mấy cái và nguy hiểm, anh nó vô chân là nguy hiểm, anh nhìn nó rất là bén nha, nó bằng thép luôn. Đây bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mấy anh chị một cái dụng cụ mà không thể thiếu đối với chị em nội trợ và ngành bếp của mình, đó là một cái bộ da bào. Còn như thế này, thứ nhất là nó chống rỉ rồi và nó đa năng, tay trái tay phải gì làm cũng được hết á ha, và rất là dễ rửa, và làm xong chúng ta chỉ kiếm cái chỗ máng lên thôi cho nó khô ráo thôi. Nhìn cái bộ răng như thế này là ta thấy rất là độc đáo, rất là bén. Ta coi cái đồ bén đó nha. Tại sao gọi đa năng? Ví dụ mình làm tay trái bầu ngược bầu gì nó cũng được á, bầu xuôi cũng được nè, ngó nè. Mình tốc độ bào nó thì là kinh khủng nè, mình làm từ từ vậy anh chị coi nha, tốc độ bào nè, thì một chiếc cà rốt này không chả bí với bầu hiểm nữa, nó không có mất quá nhiều thời gian cho mấy anh chị ha, không mất quá nhiều thời gian. Rồi giờ mình đồng ngược lại nè, đó nó đa năng là như thế ha. Ví dụ mình thích đó thì mình ví dụ mình thường làm kim chi đi, mình muốn làm kim chi đi đúng không, làm kim chi thì mình bào mỏng để làm kim chi đúng không, đó bà mỏng kim chi là mình là mảng lớn nha, mảng lớn là kim chi nè, đó ha, đó bà mỏng kim chi đó, mình lấy cái này mình làm kim chi gì đó đúng không. Rồi mình sẽ muốn thái sợi thì mình cũng bà mỏng xong mình xóc lại mình thái sợi. Còn hôm nay mình sẽ dạy với anh chị ứng dụng da bào cho môn tỉa nha. Đây là củ gà rốt, củ gà rốt anh chị coi cái dụng cụ nghề của mình ứng dụng môn tỉa như thế nào nhé. Để cái bông cho mấy chị thấy. Đầu tiên để tiền cái bông á, cái bông đồng tiền á, thì mình sẽ bào cái này, bào cái khối này cho nó tròn. Cái bếp này, ha. Đó mấy chị bào bầu tròn như thế này. Đó mình bào bầu tròn như vậy á, rồi mình chọn cái dụng cụ nào cũng được, mình dùng cái sủi tròn này đẹp hơn. Đó nha, nhỏ nè, nhỏ nè, nhỏ nè, quan sát nha, quan sát. Mình sẽ sủi nữa, dễ. Mình sủi đều với tất cả cái cạnh. Sủi đều tất cả cái cạnh ha. Rồi. Ở bên cùng Hoàng Long mình có những chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, khách hàng uy tín, và chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn chị sử dụng dụng cụ cho đúng cách, nên mấy chị cứ yên tâm khi mua sản phẩm ha. Đó cái dụng cụ của mình sẽ là sản phẩm rất đẹp ha, rất đẹp. Mình sẽ cho ứng dụng hết là dụng cụ thứ hai nè, trong bộ đồ nghề đúng không. Mình cho mình thấy được nó ứng dụng để làm gì, nó tác dụng nó làm gì, thì mình sẽ đặt cái đây à. Đó mình sẽ xoay một vòng như thế này. Khi mình làm xong cái khối bông rồi thì mình sẽ rút ra, nó có cái lỗ gì để làm gì ạ, ở đây để có cái bông hẹn. Đó, mình
sẽ ra được cái bông rất đẹp, rất dễ thương đúng không ạ? Là cái bông. Thôi vậy là nãy giờ mình giới thiệu cho mấy chị rất là nhiều dụng cụ, thì hy vọng buổi sau mình sẽ giới thiệu cho thêm một số dụng cụ cần thiết cho cái bếp gia đình mình hoặc là cái bếp chuyên dụng trong nhà hàng, quán ăn, khách sạn. Thì mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể gọi từ khóa dụng cụ nghề Hòa Long Biên Hòa, địa chỉ chính xác thì chúng ta mới vừa về đó là đường mình, nếu mà nói ra Biên Hòa mình á thì nói gần công viên Biên Hùng đi, thì đi vào cái đường công viên Biên Hùng thì mình sẽ có cái hội lộn Biên Hòa nổi tiếng. Ở Biên Hòa mình có những cái địa danh như là hội lộn Thu Hà hoặc là Lão Tư Rông Ri gì đó, thì nói cái địa danh thì người dân Biên Hòa biết. Nhưng nếu các bạn ở tỉnh xa, ở cái nơi xa đến, các bạn ở nước ngoài, đang ở nước ngoài, thì các bạn có thể gõ vô những cái từ khóa như là dụng cụ nghề Hòa Long Biên Hòa Đồng Nai, thì chúng ta sẽ được các bạn tư vấn về tất cả trang thiết bị. Ngoài cái dụng cụ bên bếp thì còn có bên bánh và pha chế. Thì hôm nay tập đầu tiên mình sẽ giới thiệu bên phần bếp trước. Ở đây những cái dụng cụ cơ bản tôi nghĩ rất là cần thiết đối với cá thể gia đình hoặc nhà hàng khách sạn muốn sử dụng nó đúng cách bài bản. Thì ngoài việc bán hàng ra, chúng tôi sẽ trao đổi với chị qua những cái video ngắn như thế này để anh chị biết công dụng, tác dụng của những cái dụng cụ, để làm sao mình sử dụng một cách mang lại hiệu quả nhất cho cái cuộc sống thường ngày gia đình hoặc là những cuộc sống kinh doanh nhà hàng khách sạn. Hoặc đối với anh em đầu bếp chuyên nghiệp thì chúng ta chắc những dụng cụ này không còn quá xa lạ đối với các bạn và anh chị người nghề bếp. Cái điều mà mình mong muốn với anh chị cái video hôm nay đó là giới thiệu cho anh chị một cái nơi mà anh chị có thể đến mua có tất cả những yếu tố cần thiết, những dụng cụ cần thiết mà anh chị không cần phải mất quá nhiều thời gian và tốn quá nhiều tiền bạc, hãy đến với dụng cụ nghề Hòa Long tại Biên Hòa thì anh chị sẽ có được cái giá cả rất hợp lý. Với chất lượng dụng cụ thì không phải bàn cãi rồi ha, vì chúng tôi nhập khẩu 100% từ nước ngoài về, thì anh chị sẽ yên tâm và chúng tôi sẽ luôn bảo hành những sản phẩm như máy móc và hướng dẫn cơ bản cho anh chị sử dụng qua cái video bên dụng cụ nghề có. Hôm nay mình giới thiệu tới đây, kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo về dụng cụ nghề Hòa Long Biên Hòa Đồng Nai. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ với văn phòng bán hàng dụng cụ nghề Hòa Long Biên Hòa. Kính chào và hẹn gặp lại.